nãy giờ mình mua được quá trời đồ luôn nè. Lâu lắm rồi mới được mua sắm thoải mái vậy á. Mà bây giờ mình thấy cũng hơi mỏi chân rồi, với lại cũng hơi buồn một chút nữa. Thịnh có biết quán cà phê nào ở gần gần đây mà dễ thương hay là đẹp đẹp một chút không? Bây giờ cũng 4 giờ rồi ha. Nếu mà bây giờ mà ăn tối thì hơi sớm, hay là mình kiếm cái tiệm bánh nào á để ăn mình nghỉ ngơi xíu ha. Thịnh biết chỗ nào gần đây không? Mình biết có cái quán gần đây nè, cũng dễ thương lắm. Hay là mình ghé đó ăn uống nghỉ chân xíu rồi mình đi tiếp ha. Vậy mình đi đi. Hình nhà hàng bánh mì, bánh tươi và cà phê có mặt tại Sài Gòn từ những năm 1950. Khởi đầu là hai nhà hàng Giffro và Broda, chỉ được người Pháp và giới trung lưu, công chức ở Sài Gòn biết đến. Mãi cho đến thập niên 90, những thương hiệu bánh như Đức Phát, Kinh Đô, Hỷ Lâm Môn với những sản phẩm đa dạng bánh Việt và bánh Âu bắt đầu tham gia thị trường. Ngày nay, nhiều thương hiệu bánh nước ngoài đã du nhập vào Việt Nam với đủ các chủng loại từ Á sang Âu, nhưng các loại bánh đến từ Pháp vẫn chiếm đa số. Bánh macaron được coi là đại sứ của nước Pháp. Macaron là một loại bánh ngọt có vỏ giòn xốp hình tròn, đường kính khoảng từ 3-5cm, được xếp vào thổ sản của các vùng Nancy, Bourlay, Saint-Emilion, Le Dorat, Comerie, được chế biến từ bột hạnh nhân, đường và lòng trắng trứng gà. Nguyên liệu làm bánh này đơn giản, nhưng chế biến thì thực kỳ công, phải làm đi làm lại nhiều lần. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đi mua sắm một vòng thì Tuyết Vinh và Xuân Thịnh, một người bạn của mình, cũng cảm thấy vừa mệt vừa đói một chút. Nhưng mà bây giờ mới 4 giờ chiều thôi, nếu mà ăn chiều thì cũng hơi sớm quá. Thành ra hai đứa cũng đã tìm được một quán cà phê ngay trung tâm quận nhất, khá là dễ thương. Chắc là sẽ ăn nhẹ và uống một ly nước. Nhưng mà Tuyết Vinh cũng như Thịnh cũng đang hy vọng là ở đây sẽ có một món ăn gì đó đặc biệt một chút, Thịnh ha. Nhưng mà Thịnh có đến quán này lần nào chưa? Chưa, đây cũng lần đầu tiên Thịnh đến. Chào tụi em. Chào. Anh gửi menu. Mình chọn được cái này chưa Vinh? Chưa nữa, mình thấy là có nhiều loại bánh lạ quá. Thịnh thấy sao? Chưa, mình cũng chưa lựa được cái nào hết trơn. Anh ơi, hay là nhờ anh ngồi ở đây một xíu để tư vấn cho tụi em được không ạ? Được chứ, anh rất sẵn lòng. Em thấy là quán của mình có rất là nhiều loại bánh lạ. Mình không biết là ở quán mình thì món gì là đặc trưng nhất ha? Nói về bánh mà cái đặc trưng nhất thì bánh của anh á, thì phải nói đó là bánh macaron. Cái macaron á, thật ra nó là một cái bánh nó có thể gọi là nữ hoàng của bánh Pháp. Nó rất là khó làm. Nó khó làm là tại vì là những cái nguyên liệu của nó thì rất là đơn giản. Nguyên liệu của nó là có bột hạnh nhân, lòng trắng trứng, đường hai sinh, những cái hương thực phẩm và những cái màu thực phẩm. Nhưng mà để mà làm ra được một cái mẻ bánh macaron mà nó như ý thì nó đòi hỏi một cái sự như là tinh tế và cái khứu giác, cái vị giác, những cái mà cái tinh tế nhất của cái người thợ làm bánh thì nó phải tôn lên hết trong cái macaron này. Anh ơi, cho em hỏi, em nghe nói cái bánh macaron này nó ngọt lắm phải không anh? Đúng là cái bản thân cái bánh macaron này thì nó ngọt, nhưng mà tuy nhiên anh có làm một số những cái nhân ở bên trong là những cái nhân trái cây. Đấy, tức là để cho nó thăng bằng lại đó với cái vị ngọt. Đó, và mình uống với nước trà mà mình ăn rất là chậm đó. Mình đừng có, nếu mà mình ngậm, mình cho nó từ từ, mình cảm nhận từ từ cái vị của cái bánh. Mình sẽ thấy cái vị ngọt nó cũng tương đối là nó dịu chứ không có gắt lắm. Thôi là tụi em cứ thử đi nha. Vậy nhờ anh gọi giúp tụi em một đĩa bánh macaron và hai tách trà cho hai người nha. Thịnh có biết là mình đi ăn bánh uống trà vào buổi chiều như thế này thì sẽ được gọi là afternoon tea hoặc là low tea không? Afternoon tea là mình ăn vào khoảng 3-4 giờ, mình ăn bánh uống trà. Mà tại sao lại gọi là low tea? Thì low tea tức là một buổi ăn bánh uống trà diễn ra vào khoảng tầm từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Còn high tea là trà muộn, tức là sẽ vào tầm khoảng từ 5 đến 6 giờ chiều. Thì low tea với high tea là để phân biệt cái bàn khi mà mình sử dụng trong buổi trà thôi. Tại vì low tea là vào buổi trà chiều thì mình sẽ không có món mặn, nên là sẽ ngồi một cái bàn thấp và ngồi cùng với ghế sofa. Còn high tea thì do có món mặn nên là ngồi bàn ăn và sẽ ngồi cao hơn. Vậy đó hả? Cảm ơn Vinh nhiều nha, nhờ Vinh mà Thịnh mới biết thêm về buổi trà chiều với buổi trà muộn đó nha. I love you, baby. It is quite alright.
lần đầu tiên ăn bánh macaron thấy như sao? Thì bánh thơm ngon này, giòn xốp nhưng mà đúng là vị hơi ngọt. Nhưng mà mình thấy là khi mà mình uống chung với trà nè, thì vị của trà sẽ giúp cân bằng độ ngọt lại. Mà đúng là macaron dùng chung với trà là một sự kết hợp cực kỳ tuyệt vời luôn. Thưa quý vị, Tuyết Vinh vừa có một trải nghiệm thú vị với buổi trà chiều cùng với bánh ngọt và trà nóng, và được nghỉ ngơi thư giãn cũng như là được thưởng thức một món ngon mới lạ và độc đáo. Thì lúc này Tuyết Vinh và bạn của mình cũng đã có thêm năng lượng để tiếp tục dạo phố rồi. Hy vọng là quý vị khán giả cũng đã có thêm một địa điểm mới lạ trong buổi trà chiều. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Tuyết Vinh và bạn của mình sẽ tiếp tục đi dạo đây. Xin chào quý vị. Vậy thì buổi trưa hôm nay mình sẽ ăn món thịt kho với lại hột vịt. Chúng ta sẽ làm một nồi lớn cho cả nhà ăn nè. Món này thì chúng ta sẽ ăn cùng với lại rau sống hoặc là giá hẹ. Canh thì mình sẽ ăn canh khổ qua dùng thịt là điều đương nhiên rồi. Sẵn cái nồi thịt kho trứng mà Thanh Ngọc nói từ trưa đó, thì buổi tối mình có thể kết hợp mình làm một ăn kiểu khác. Đó là mình cuốn ăn bánh tráng cũng được. Chúng ta có thể ăn theo món đặc trưng của ngày Tết là bánh chưng chiên ăn với lại dưa hành.